Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Từ lúc mới làm nhà xong luôn anh. 5 năm rồi. 5 năm rồi hả? Cái này em tự dán, tự làm hết, lúa cũng đi kiếm về. Hồ dán dấu keo ở đây là tác phẩm đầu tiên của em. Có nhiều cái nó không đẹp. Không sao, đó là cái kỷ niệm của mình. Dạ. Cũng thật sự là trước em chơi cá bể màu là em làm cái bể này. Thì một mình em làm. Nói chung là mình tùy gu, mỗi người mỗi gu. Mình vẫn ưng dòng này nhất. Gumbo Red Tie hả? Là cái bẫy nó... Cái bẫy nó màu xanh. Đây, ít người biết em nuôi cũng đầy lắm. Đây là coi như là cũng được ưu ái vô coi nha các bạn. Anh là dưới Bình Dương hả? Đúng rồi, anh ở dưới Bình Dương. Em hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây là em của Trung. Em tên gì em? Em tên Thành. Thành, đây là Thành. Em của Trung thì Thành là lại có yêu thích về cá ha, thì hôm nay sẽ nhờ Thành dẫn mình đi tham quan một vòng. Anh Trung có giới, chắc anh Trung có giới thiệu qua đấy nhỉ? Em thì em chơi nói chung là cá coi em chỉ chơi vui thôi, còn em là em chuyên về cá bể màu. Chuyên cá bể màu là em ép đẻ luôn, sinh sản luôn. Dạ đúng rồi, okay. Em là chuyên về cá bể màu thuần chủng. Em chơi cũng giờ gần 5 năm rồi. Gần 5 năm rồi. Dạ. Nó là một cái duyên đấy. Duyên à. Đâu em kể cho mọi người cái duyên của em với. Từ cái ngày trước em là em cũng đi làm công nhân ở dưới Long An đấy. Trong một thời gian sau bị tai nạn về nhà mình thấy có mấy người mà hay livestream rồi ở trên YouTube á, cũng giống anh, cũng về bên rồng 50 á. Thì cũng nói về cá bể màu em thích quá. Xong em mới đặt ở Sài Gòn về còn vài cặp đó. Lúc đầu thì có cặp full gold với lại double mua sắc thôi. Dần dần mình thích quá mình làm ra thêm. Những cái này là tự em tự phát triển ra trong vòng 5 năm. Trong vòng 5 năm. Dạ. Thì lúc đầu là em đầu tiên là mình nhìn thấy đẹp quá, ấn tượng quá, mình thích quá, mình đem về. Rồi mình tự mày mò cách chăm sóc hay sao? Dạ đúng rồi. Tại vì em là em thích nuôi cá từ nhỏ rồi. Từ cái lúc đầu tiên là đi bắt cá suối về nuôi anh. Đi bắt mấy con cá suối về nuôi ở trong cái hũ keo nhỏ này. Đó, nhưng mà nó chết miết, lúc đó mình đâu có biết đâu. Đúng rồi. Sau này mình nuôi mình mới biết cá nó cần quá nhiều thứ. Chơi cá là người ta chơi nước mà. Đúng rồi. Đúng. Chơi cá là chơi nước mà, có nghĩa là chơi cái môi trường sống của nó mà. Đặc điểm chung của những người mà đam mê đó các bạn, đó là rất là thích tự tìm tòi ha. Đôi khi là mình nhìn thấy một cái bạn đó, một cái giống loài đó mình thấy ấn tượng quá thì mình muốn đem về, rồi mình tự mày mò tìm hiểu cách chăm sóc, quan sát để coi nó cần cái gì, thiếu cái gì, mình có thể làm cái gì cho bé nó. Thì cái bước ban đầu mà anh đến với con iguana cũng vậy. Có nghe nhìn hấp dẫn quá, ấn tượng quá, về tự mày mò, tự quan sát nó và tự xây dựng cái chế độ riêng cho mình, cách chăm sóc cho mình luôn. Đâu em dẫn anh đi vừa tham quan chứ. Đấy. Em thì trước tiên anh là cái rèn này, rèn kính ở trong nhà của em. Này là em cũng mới làm cách đây có khoảng được hơn hai năm. Ở trong đây còn cái hồ cá gì nữa kìa. Dạ. Còn cái hồ cá. Cái hồ đấy là hồ từ lúc mới làm nhà xong luôn anh. 5 năm rồi. 5 năm rồi hả? Cái này em tự dán, tự làm hết. Ồ, tự làm hết luôn. Tự dán hồ luôn. Đấy, này quá giỏi luôn. Lũa cũng đi kiếm về. Còn hồ dán dấu keo ở đây là tác phẩm đầu tiên của em. Cho nên là nó vẫn có nhiều cái nó không đẹp. Không sao, đó là cái kỷ niệm của mình. Thực sự đây là một cái kỷ niệm lần đầu. Đúng, thực sự là trước khi em chơi cá bể màu là em làm cái bể này. Từ một mình em làm. Trước khi em làm cái bể này á, là ba mẹ em rồi anh Trung có bảo là sợ dán xong bộ đổ nó bục bung. Nhưng mà mình nghiên cứu hết rồi. 5 năm mà vẫn chạy tốt. Đúng rồi, 5 năm rồi anh ạ. Rồi, quá hay luôn. Bể này là 80-45-50. 80-45-50. Ôi, con cá này em mới gặp bên cái này là... Tay tượng da beo. Tay tượng da beo. Dạ. Cái này ngày trước là lúc mà em với vợ em chưa lấy nhau, em mới lấy vợ đây mà. Lúc em với vợ em chưa lấy nhau là mới quen nhau mua cho em một cặp cơ. Đó. Nhưng mà sau này bỏ ra ngoài hồ ngoài kia nó có vài vấn đề xong rồi nó đi rồi. Đi rồi, ok. Giờ con bé này, ôi nó lên màu đẹp quá em. Con này là em nuôi gần 5 năm rồi. 5 năm rồi. Đó là em hãm nó, em không cho nó lớn nhiều. Cái này kích thước lớn nhất của nó là bao nhiêu ta? Em cũng không nghiên cứu nhiều về cái này nhưng mà nó khá lớn này. Khá lớn. Dạ. Chắc cũng cỡ như đây không? Hơn anh. Hơn không?
Vậy đúng rồi, 60 á, 50-60 á. Tầm 50-60 á. Ồ, đẹp quá. Đẹp, còn mấy bạn trong này là cái gì em? À, bên đây em có nuôi thêm cái này là kim sơn. Kim sơn. Một cặp kim sơn. Này cũng cặp thường thôi, tại vì bển em chơi vui mà. Chơi vui. Dạ. Không, nhưng mà nó mang nhiều cái kỷ niệm ha. Thứ đúng nhất rồi. Là tự tay mình làm ra tác phẩm đầu tay luôn. Đúng rồi. Đó, rồi cây lũa này cũng tự đi kiếm trên rừng, ngoài suối, về, ngoài rừng. Suối về. Dạ. Đó, rất là ấn tượng ha. Rồi, còn nguyên cái sạn suối này đó, đúng là bể đầu tay này. Mình đãi từ cái cát xây dựng ra. Còn bình thường bây giờ mà nếu mà chơi sạn suối này, người ta phải chơi theo cát vàng, đúng rồi, cát trắng, rồi đá nhâm thạch các thứ. Nhưng mà đúng cái bể đầu tay của mình, em thực sự là em không muốn là thay đổi cái này. Tại vì thực sự là thay đổi đi thì nhìn nó lại khác rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là dấu ấn của kỷ niệm của một thời các bạn ha. Cái khúc lũa này là nguyên một khối á các bạn. Đi dàn chân lên là cong xuống vậy luôn, chứ không phải là hai khúc đâu, phải không? Một khúc một, đúng không em? Đúng rồi anh. Đó, một đây, khúc một khối một à. Đây là hai khúc lũa. Đây là một khúc riêng, đây là một khúc riêng. Đó. Nhưng mà nó khá là hài hòa với nhau ha. Cộng với lại những, đây cũng là món quà của hai vợ chồng tặng nhau. Đó. Rất là kỷ niệm. Nhưng mà đẹp đó em. Dạ. Tác phẩm đầu tay của em mà nó chất lượng quá trời luôn á. Còn những mà anh em mà chơi cá nó biết con màu trắng thì là con gì rồi, con đấy con phát tài. Phát tài. À, phát tài. Con này nó lành lắm nè. Lành á. Ừ. Nè, con tay tượng này lành lắm. Tay tượng này quá em, đẹp. Luôn. Em chỉ cần cho tay lên là bắt đầu nó lên nè. Đó. 5 năm rồi mà đúng không? Ở với nhau 5 năm rồi. Quá đẹp. Ô, nó quá quen thuộc mình rồi. Đúng rồi. Ô, cái con tay tượng này nó đẹp, thật sự đẹp luôn đó các bạn. Đẹp thật sự đẹp luôn, cái màu vàng của nó và những cái hoa văn á. Đó, cái hoa văn này ở dưới cái kỳ ở dưới nè, đẹp thật sự luôn. Anh để trên cái đầu nó này, trên cái đầu nó có những cái lỗ. Thực sự bây giờ em vẫn chưa ngẫm ra được cái lỗ đấy làm gì, nhưng mà càng lớn nó càng có lỗ ở trên đầu. Đó. Đúng rồi. Đó. Mình nhìn cái bẫy cá sung. Cảm giác như là ảnh sừng cò á. Y như là được những cái bình gốm mà người ta vác vàng á bạn. Vác vàng rồi theo cái hoa văn đồ này nọ đó. Nó cảm giác giống như vậy luôn á. Rất là đẹp luôn. Thật sự những con tay tượng này có những cái con mà phải nó lên vàng khắp người luôn. Em thì em có thể mua những con đấy về em trưng thay con này, nhưng mà đây là một cái kỷ niệm. Đúng rồi. Cho nên là em không muốn thay thế. Đúng rồi. Không có gì có thể thay thế được kỷ niệm cả. Dạ đúng rồi. Mà còn là một kỷ niệm đẹp nữa đúng không? Không, đẹp. Nhưng mà anh thấy bé này nó đẹp, có duyên quá. Nhiều khi nó thêm màu vàng vô thì nó lại gọi là nó đồng dạ, đều quá rồi. Nó lại mất hay. Cái này nó chỗ có chỗ không như vậy nó lại hay, lại đẹp ấn tượng. Dạ. Quá hay luôn. Đó, còn đó là nuôi từ cái lúc mà xài bằng ngón tay út tới bây giờ đó. Ngón tay út tới bây giờ đó. Luôn. Là ép xài, nếu không ép xài là còn lớn nữa. Ok. Rồi, quá là dễ thương luôn. Em thì sự về này em nuôi chơi thôi. Chơi. Em chuyên về những cái gọi là bảy màu thần trùng. Bảy màu thần trùng. Guppy đó anh. Guppy. Chắc anh cũng có nghe qua đó. Có. Yeah. Đây là Guppy. Thì cái duyên đến cũng như anh đến với Igu thôi. Đúng rồi. Cái duyên đầu tiên anh tới với Igu, anh ấn tượng con Igu là cái gì? Đầu tiên anh ấn tượng với con Igu là anh thấy nó đẹp quá, nó lạ quá. Và anh thấy nó to con, anh thấy được cái con khi mà nó trưởng thành nó rất là to con. Và nó ngầu, nó có gai, nó có yếm. Rồi nó khi nó sung ra nó bung yếm. Thì đó có ấn tượng đầu đầu của anh. Anh thấy nó lạ quá, Việt Nam không có. Còn em á, ấn tượng với con cá bảy màu á, trước tiên đó là màu sắc. Và sau này là chơi lâu dài đó, bắt đầu mình mới biết con cá bảy màu. Chơi 2 năm rồi, bắt đầu mình mới thấy những cái giống cá bảy màu vây đuôi. Vây đuôi, đẹp ở chỗ vây đuôi. Đúng rồi, bắt đầu mình mới, bây giờ đa số là em nuôi những cái dòng mà chơi vây đuôi nhiều. À, vây đuôi nhiều. Nếu vậy thì trong cá bảy màu á, mới có mấy có mấy kiểu chơi ta? Ngoài cái vây đuôi thì sẽ chơi theo gì nữa? Vây đuôi nè anh. Tay bơi. Tay bơi. Màu sắc. Màu sắc. Màu sắc có những cái con á mà mình chỉ chơi top view là nhìn từ trên xuống. À. Còn nhìn ngang á thì nó vẫn đẹp nhưng mà nó không đẹp bằng từ trên xuống. Đó.
Có nghĩa là giống như cát khôi, nhưng mà cát khôi là coi chơi top view á, chơi nhìn từ trên nhìn xuống để thấy những cái hoa văn rồi cái mảng màu. Còn đối với cá rồng đồ này nọ thì lại coi mặt ngang để thấy cái độ hùng vĩ của nó, hoành tráng của nó. Hay quá. Cái này là tự mình ép đẻ luôn. Đây là những cái mà tự em ép đẻ ra. Đây là Tubat Ribbon Siwalo. Nói chung là dòng này ra nó là cái em chưa lựa. Nó cũng chỉ hơi gọi là vẫn cùi. Bên đây là cá mái này. Cá mái này. Bên đây cả ribbon Siwalo. Là mái bên đó. À. Nhưng mà cái này mình lai tạo từ từ mình sẽ cải thiện được cái gọi là những cái tố chất của nó ngày càng đẹp hơn đó ta. Đúng rồi, cái đó là một phần. Còn quan trọng là cái gen giống của mình nhập về. Cái gen là phải chuẩn. Cái gen phải chuẩn thì mới ra được con cá chuẩn. Đúng rồi. Đó. Còn những con này là chưa bung hết này. Chưa bung hết hả? Đúng không? Cái vây đuôi nó còn dựng ghê lắm. Lát nữa đây là mới chưa đây đúng không? Đây là cái dàn cá để em bán. À, cái bán. Chứ không phải dàn giống. À. Ngày xưa em mê quá rồi, em ấn tượng với đó rồi em đem về em chơi. Xong rồi em mày mò làm sao để em ép đẻ luôn hả? Ngoan. Có những cái mà ngày xưa ấy, đúng là em nuôi bằng cái dàn kính này thì có 4 cái thùng xốp ở đây. À. Nuôi 2 dòng. À. Một bể để bỏ bố mẹ, một bể thì để bỏ các con. À. Đấy, sau này lúc ban đầu thì nó đơn giản vậy thôi. À, đúng rồi. Em á lại em ấn tượng nhất đến bây giờ luôn là Habero. Đó là một dòng nói chung á là cũng tùy mỗi người thích mỗi kiểu thôi anh. Ừ. Nhưng mà em vẫn thích nhất là Habero. Habero. Nó là dòng vây dựng, vây buồm. Ừ. Thực sự đối với em đến bây giờ nó là quá đẹp luôn. Ừ, quá đẹp. Những cái dòng này người khác khen đẹp nhưng mà em không bao giờ, không phải là không khen đẹp nhưng mà nói chung là tùy gu, mỗi người mỗi gu. Mình vẫn ưng dòng này nhất. Đó. Hay. Các bạn thấy trong mỗi một cái bộ môn chơi á thì chúng ta cần đại loại là nếu mà chúng ta là newbie á thì chúng ta cần một cái người dẫn dắt nó chính xác để người ta chỉ cho mình biết là con này nó đẹp ở chỗ nào. Tại sao nó đẹp, như thế nào là chuẩn, như thế nào là hàng lõi. Thì từ đó chúng ta mới nâng cao được cái kiến thức của mình để chúng ta có thể chọn lọc ra được những cái bé nó đẹp, chuẩn ha. Còn nếu mà chúng ta không biết gì hết hoặc chúng ta gặp một người dẫn dắt sai, đôi khi chúng ta có những cái nhận định nó sai lầm đó. Thì cái này là nó lỗi nhận định. Cho nên là anh em chơi thì cố gắng tìm kiếm cho mình một cái người dẫn đường cho nó chính xác chút ha. Ok, quá là đẹp luôn. Như em á, mà lúc mà em bán cá, ví dụ như ở cái đất Đà Lạt đi, nó cực kỳ khó nuôi cá này tại vì nó quá lạnh. Thông thường vẫn phải có sưởi mà. Tại vì sao á, em giao cá ăn đấy, thường thường em vẫn sẽ giao tận nơi. Với một cái đơn nhất định nào đấy, em vẫn sẽ giao tận nơi cho người ta. Không phải là vì mình giao như thế thì mình được lợi hay gì, nhưng mà mình muốn đi vô, mình thả cá cho người ta, mình hướng dẫn cho người ta nuôi con cá như thế nào, như thế nào. Thế em thấy có nhiều người vô ngâm cá đầy đủ xong mà thả cá đổ tọc 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 như cái dòng khác nữa. Sai đúng không? Sai kỹ thuật. Đúng rồi. Con cá thực sự ra nếu mà mình biết, tức là biết nó rất là đơn giản. Nó không phải là nó thực sự là nó khó nuôi. Đúng rồi. Mình biết nuôi hay không thôi. Giống anh chơi rồng vậy thôi. Đúng rồi. Rồng nó cũng khó mà. Đúng rồi, đúng. Nhiều khi còn bỏ ăn các thứ đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy thật sự mình mới nói là nuôi con nào á, nó có những con nó khó thật sự. Thì thường nó khó là gì? Nó khó là do cái môi trường sống của nó, cái môi trường bản địa của nó và cái môi trường mà chúng ta đang chuẩn bị nuôi á, nó quá khác biệt với nhau. Thấy con xứ nóng về, con xứ lạnh thì nó thật sự là nó khó. Nhưng mà nói mà nó chúng ta set up được cho nó một cái môi trường sống nó đúng với lại cái nhu cầu của nó thì mọi chuyện nó rất là đơn giản. Giống như con chameleon, các bạn thấy con banh thơ thì ai cũng đã nói là rất là khó nuôi, nó cần xứ lạnh đồ phun sương các kiểu, nhưng mà các bạn thấy là mình nuôi rất là nhàn luôn. Khi mà mình được cái người mà hướng dẫn, người ta hướng dẫn tận tình và chính xác, người ta set up chuồng trại rồi xịt ẩm tất cả mọi cái, thì hầu như là chỉ ngắm thôi chứ không có làm gì cả, làm rất là ít luôn á. Thì giống như Thành vừa chia sẻ luôn, nó rất là đơn giản. Như mình thấy cái chuồng đây nó cũng rất là đơn giản nè. Ví dụ nuôi mấy cái này về yêu cầu về nước về gì nó có cần cái quan tâm lưu ý gì không em? Dạ, thực sự ra thì em nuôi đến bây giờ anh em luôn phải đo pH rồi đo pH độ cứng nước các thứ. Đúng rồi. Nhưng mà
mình hãy là người chơi cá chứ đừng để cá chơi mình. Thực sự ra pH nước rồi tất cả các thứ em chưa bao giờ em đo luôn. Quan trọng nuôi con cá phải để nó theo mình. Cũng giống như anh nuôi con rồng á, cũng phải để nó theo mình, không thể nào mà cứ phải chăm nó như thế này như thế kia thì mới được. Phải để nó theo mình cũng hay các bạn. Hay á, hay ở chỗ là tất nhiên là Thành nói ra thì nghe nó đơn giản, nhưng mà để đạt được cái trình đó đó thì nó không phải là đơn giản. Đầu tiên bạn phải biết hiểu rõ về con cá đó, sau đó bạn có thể điều chỉnh từ từ cho nó thích nghi từ từ ha, chứ không phải là bỏ cái ào vô là bắt nó thích nghi luôn thì chuyện đó là nó sẽ không có hiệu quả đâu. Mà mình phải hiểu rõ con cá này cái gì là quan trọng, cái gì có thể lượt qua, rồi chúng ta điều chỉnh từ từ cho nó gọi là nó thuận lợi theo cái điều kiện của mình có, chứ không phải là mình bị nó chơi rồi mình phải này nọ đủ thứ các kiểu ra thì đúng ra là nó chơi mình chứ không phải là mình chơi nó. Rất là ok, rất là chính xác luôn. Thì con igu á, con rồng cũng vậy, nếu nó là nguồn gốc nước ngoài nó đâu có rau muống đâu, nhưng mà về đây cho mày ăn rau muống. Đúng rồi. kiểu vậy, chứ không lẽ giờ đi nhập rau từ bên kia về cho nó ăn hả, thì nó tư duy đó là chính xác các bạn. Nhưng mà vẫn cần phải có cái thời gian thích nghi và chúng ta phải có cái độ hiểu biết nhất định về nó ha, chứ không phải là chúng ta cho nó ăn bèo hoặc là ăn khổ qua đồ này nọ nó chật lất luôn rồi ha. Mình phải lựa chọn những cái thực phẩm nào đó nó tương đồng đồ phù hợp thì nó mới ok được. Quá là ok đúng luôn. Đúng anh, cái gì mà muốn mình nó theo mình nhưng mà mình cũng phải có một cái kỹ thuật. Đúng không anh? Chứ đâu phải nói khơi khơi vậy. Nói cái người mà người ta hiểu rồi, người ta nói nó đơn giản. Thì tại vì người ta đã có trải nghiệm nhiều với nó rồi. Thì đúc kết lại. Thường thường các bạn thấy là những cái câu mà gọi là danh ngôn hay là chân lý thì thường thường nó ngắn gọn và dễ hiểu lắm, nhưng mà để đúc kết được cái câu đó là phải có một cái quá trình trải nghiệm ha, nhiều kinh nghiệm với nó thì mới đúc kết lại được. Ok, quá hay luôn em. Đó, vì sao em nói vậy, những cái con giống của những cái bầy này đều là em cho chọn lọc tự nhiên ra hết. Em mang giống từ Sài Gòn về, tất nhiên Sài Gòn đây nó chênh lệch nhiệt độ quá nhiều. Đúng rồi đó. Em mang giống Sài Gòn về, em chỉ mong nó đẻ được một lứa rồi. Em nuôi những con đó lớn đó. Vì sao em cho là chọn lọc tự nhiên? Đôi khi mà những người chơi cá khác á, nghĩ là mình hơi ác, nhưng mà thực sự để cho nó thích nghi những con nào mà còn sống sót á. Đó, anh hiểu chưa? Những con nào mà nó còn sống sót lại á, thì con đấy nó cực kỳ khỏe. Và bảy con, đời con của nó ra cực kỳ khỏe. Đó. Thật ra đây là một cái phương pháp, đó là một cái phương pháp trong cái chăn nuôi, thì đó là một cái phương pháp. Có nghĩa là không biết các bạn coi clip, các bạn có hiểu ý của Thành không? Ý là Thành nhập cá từ Sài Gòn về, thì cái nhiệt độ của Sài Gòn nó nóng hơn ở đây rất là nhiều. Thì con cá nó đôi khi nó cũng nhập từ nước khác về nữa, đúng không? Chứ đâu phải là Sài Gòn sinh sản không. Có nghĩa là môi trường nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì Thành vẫn cho nuôi trong một cái điều kiện ở đây, có nghĩa là nhiệt độ lạnh như vậy, không cần phải sưởi hay là không cần phải nóng hơn hay gì đó, mà lúc đó con nào có thể sống sót được, coi như là có thể thích nghi môi trường tiếp được, thì sẽ giữ nó làm con giống. Bởi vì lúc đó nó sẽ rất là khỏe mạnh, nó sẽ thích nghi, nó đẻ ra những bầy con nó khỏe mạnh đẹp và nó thích nghi theo luôn. Còn con nào chịu không nổi thì mình chịu cho nó rớt lại phía sau, kiểu dạng là vậy. Thì đó là cái phương pháp chọn lọc tự nhiên. Để chứng minh cho cái đấy thì anh em mình tiếp tục ra dàn hộ bên ngoài trời của em đó. Tuyệt vời luôn em ơi. Quá hay luôn. Chưa giới thiệu với lại chú cái gì nha, nãy hứa là dẫn chú đi giới thiệu này nọ. Đó. Đây là dàn phía ngoài trời, cái này em mới làm gần đây. Đó. Bắt có mấy xe. Mình nuôi đợt này em cũng xuất gần hết cá rồi. Nó cũng không còn nhiều nữa. Đây cái dàn phía ngoài trời, đây là cá con lớn tự lên trong đây luôn. Tự lên luôn. Đó. Đó là cá mẹ đẻ ra từ nhỏ giờ nuôi trong đây luôn. Không cần phải chuyển đi đâu hết. Đó. Quá là ok. Anh đâu, em kêu em rất là đam mê Habero. Habero rất là nhiều luôn. 1 này, 2. 2 này, 3. 3 ổ Habero luôn. Quá đẹp. Anh em tụi này giá trị nó cao không? Người chơi dễ tiếp cận không? Dạ, cái này thì thực sự em bán ở đây thì để cho anh em dễ tiếp cận, để em khơi dậy cái phong trào ở đất Lâm Đồng này mà. Dạ, thực sự ra
ở đây có nhiều chỗ anh em HBRO bán không phải là cao đâu, nó phù hợp với giá trị con cá. Nhưng mà ở đây á, mình để tiếp cận với anh em, mình lựa ra mà anh ở trong có những cái dòng nào đấy. Thủy sinh thì mình bán theo kiểu thủy sinh. Còn mà để mà hàng mà học sinh sinh viên thì mình bán học sinh sinh viên anh em chơi. Nó cũng có nhiều cái phân cấp ra. Thì nó tùy vô cái điều kiện của từng người. Mà nói với em mà hàng học sinh sinh viên ra á, mà để em lựa ra để em bán á, thì thực sự ra là không nói là hơn đâu, nhưng mà cũng đẹp ngang ngửa mấy anh em khác. Ok, nói chung mình làm ăn thì cứ gọi là uy tín chất lượng thôi. Đúng rồi. Mọi chữ nó thì đó, cái cơ ngơi của em xây dựng từ từ con số 0 đi. Đó, con số 0 là tự đam mê mày mò xây dựng lên như vậy là quá ok, quá đẹp rồi. Còn bên bề kia là ngày trước là em chơi cá coi. Đó. Nhưng mà sau này cái bộ lọc này nó tải không đủ, em mới ra cái hồ ngoại đó. Em hồ đấy em mới làm. Hôm đây là ngày trước anh Trung á, là anh làm xong ngày trước anh Trung anh có bán rùa nữa. Đó. Rồi anh đưa cho con rùa tay đùa tay đỏ này. Em nói rùa là em bán rùa tay rùa nước hả? Anh Trung anh bán nhiều thứ lắm, nhưng mà anh đưa cho em con rùa tay đỏ này nuôi từ cái lúc mà sai bé á cho tới tầm bây giờ rồi. Thực sự bây giờ mà kêu thả ra ngoài tự nhiên thì tàn phá môi trường tự nhiên quá. Đúng. Nhưng mà cho những người khác thì mình không nỡ. Không nỡ. Thôi giữ nó luôn. Tại vì con này á là mình cũng gọi là có cái kỷ niệm với nó rồi. Ngày trước em thả ra ngoài hồ ngoài á bị cắn cho lủng mai luôn mà lành rồi. Con đây. Gì cắn ta? Con chó anh nó bò ra khỏi hồ á. Bây giờ vẫn đang nứt đây này. Đó. Cái này là không lành nổi rồi. Đây, cái này là không lành nổi này. Nhưng mà cái vết lủng ở trên đây này là nó lành rồi. Không, cái này em nuôi lớn rồi, mốt nó liền ra từ từ á. Đó, đây cái vết lủng này, thấy cái vết nó liền ra từ từ á. Đó. Là nó lành rồi. Cái canxi đồ nó sẽ đẩy ra từ từ đó các bạn. Đúng rồi. Xung quanh có canxi đẩy ra từ từ, còn bên đây nó thiếu mất một góc là không bao giờ lành được nữa. Đó. Không, nó có lột em. Con này mốt nó lột từng cái mai này ra luôn á. Đúng rồi, nó sẽ dần nó ra nhưng mà lâu lắm anh. Lâu. Dạ. Ủa em nuôi vậy em không sợ là con này nó ăn mấy con cá hả? Dạ không, cá này là cá em gọi là đam mê, em lai ra. Cá này là em lai ra. Nhưng mà nó không có đúng với cái ý của mình. Chưa đạt cho nên là mình sẽ làm cá mồi luôn. Đúng rồi, cho nó thành cá mồi luôn, mới nuôi trong đây. Với lại hồi nãy ở trong nhà em vừa mới lấy con ngân về em nuôi chơi á. Cho nên là cứ nuôi tụi nó thôi để lấy mồi cho cá nữa. Ngân long á hả? Dạ. Cái con tai tượng hồi nãy á. Tai tượng hả? Không, cái tai tượng với lại ngân long em vừa lấy ngân về nữa. Nhưng mà tai tượng với ngân long anh biết là gì không? Gì? Đấy là bác sĩ mà trị cá bệnh cho cá em. Ca nào mà khó quá để chị luôn á, nó chữa. Ca nào khó quá được cho hai nó chữa không? Ok, đó là chữa là bao hết bệnh luôn. Bao hết bệnh luôn. Quá là dễ thương luôn các bạn. Nói chuyện với Thành là mình nhớ lại cái thời mà mình cũng gọi là đam mê. Thời đó đam mê mà cũng có coi như là nó cũng gọi là mới. Nó chưa có ai có kinh nghiệm hơn mình cả. Nói chung tất cả mọi người đều đang chập chững tự tìm hiểu để mà chơi thôi. Thì cũng nhớ lại cái thời điểm đó. Mình có kể nhiều lần lúc đó nuôi con rồng mà không biết nó cho ăn cái gì luôn á. Không biết con rồng nó đang trạng thái sung hay trạng thái nghỉ. Tại sao hôm nay nó bung yếm mà ngày mai nó khép yếm? Tại sao hôm nay mà mình thấy nó lên màu đẹp quá mà ngày mai nó rút hình nó xấu quá? Rồi vô cái mùa phối á, cái hành vi nó phối á, mình cũng chưa có biết. Nói chung là cái thời điểm đó là không có biết gì về nó cả. Vừa chơi, vừa quan sát, vừa tự học hỏi. Tới lúc anh đắp trứng cũng vui lắm. Mình nghĩ con này nó đẻ trứng ở trong đất. Thế mình lấy cái thùng bê. Rồi mình nó có cái độ ẩm với cái nhiệt độ độ nở. Thì mình nghĩ cái độ ẩm nó đến từ cái mặt nước ngầm ở dưới đất. À, rồi cái nhiệt độ thì nó là tầm khoảng 30 độ. Thế là mình lấy cái thùng bê cao vậy, mình đổ một miếng nước ở dưới đáy, mình làm cái mạch nước ngầm. Ở trên mình đổ một lớp cát, xong mình bỏ trứng cho mình ấp lại. Rồi mình ngày nào cũng rình, cũng coi, cũng mò, tới lúc mà nó nở ra được rồi muốn rớt nước mắt luôn. À, thì từ những cái đam mê đó nó mới kích thích mình muốn học hỏi, muốn tìm hiểu. À, rồi mình mới thực hành. Thì từ từ mình mới gọi là góp nhặt những cái kinh nghiệm lại. Thì càng ngày nó càng tốt hơn các bạn. Thì cho nên là thật sự mà nói là những cái đó là nó cả một cái quá trình, nên là biết cũng hơi nhiều để mà có thể chém gió cho các bạn coi. Đúng rồi,
muốn chém gió mà chuẩn á thì chỉ phải mình biết nhiều một xíu. Đúng rồi, chứ chém mà lại nó dính tùm lum tùm la. Chém mà dính tùm lum tùm la là anh em kiện đó. Anh em kiện đó, luôn á. Ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi ok thôi, cảm ơn. Còn gì nữa? Đây là cái đàn chơi ngoài trời của ôi, em. Còn nữa các bạn, còn nữa. Em tưởng hết rồi. Em là 4 đàn. Ôi, 4 vàng. 5 vàng nữa. 5 vàng luôn. Dạ. Đây là đây. Em treo mấy cái lan này trên để cho cá nó mát. Đây là gọi là full gold nhưng mà nó mới đẻ. Full gold mới đẻ. Còn đây là cái này thì cái này tại vì mình không phải là dân trong nghề về cá cho nên mình nhìn này lạ. Cái thao này là... Đây này cái này lạ hơn này anh này. Đây là đây gọi là Dumbo Red Tie. Dumbo Red Tie hả? Là cái vảy nó màu xanh, nó màu xanh tay lớn. Đuôi đỏ. Hay quá. Dòng này là thuần ngoài trời luôn rồi. Thuần ngoài trời luôn. Đẹp quá trời nè. Đây, đẹp quá. Những cái thao đó là thao cho ăn đúng không em? Dạ đúng rồi, những cái này là để em cho ăn để nó khỏi rớt xuống đáy. Hay quá. Đó. Để mình nói chung là cá lúc nào cũng ăn hết được những cái đồ ăn mình cho. Đúng rồi. Đó. Nó không làm dơ nước nữa. Đúng rồi. Không phung phí đồ ăn nữa. Nuôi ngoài trời nếu mà nó thuần rồi được một cái lợi á. Là cá luôn luôn khỏe. Cá luôn luôn khỏe, đúng rồi. Mình không sợ bị bệnh ở đây. Đúng rồi. Ở trong đây mà một vài con bị bệnh nó không bao giờ nó lây được như mà ở trong hồ kính. Đó. Cái môi trường nó rộng, nó thoáng hơn đúng không? Đúng rồi anh. Ở đây con nào bệnh là bệnh thôi, không lây. Không lây. Đó. Quá hay. Có trồng bông súng nữa. Đúng rồi, cái đấy là ngày trước em cũng lấy về, nói chung mình cũng muốn tạo lên một cái không gian mà nó hoàn toàn tự nhiên một xíu. Đây, bên đây là em có trồng thêm cây thủy sinh này. Này, thủy cúc rồi các thứ ở đây. Em là em cũng kiêm thêm cái nữa là làm bể thủy sinh nữa. Làm bể kính thủy sinh với lại làm bể ngoài trời thủy sinh. Cho nên là lúc nào cây trong nhà em cũng sẽ có. Có nguyên liệu để có thể phục vụ cho cái công việc đó luôn. Dạ, đúng rồi. Quá hay luôn. Em thì em kiêm hơi nhiều nghề. Không, đa chi năng là hay. Thật ra sinh vật cảnh rồi nó cứ bổ trợ lẫn nhau. Dạ, mọi cái nó cứ bổ trợ lẫn nhau. Có cái cây kia cái gì mà cái lá nó đây là ấu thái. Ấu thái hả? Dạ. Ồ, cũng ngộ ngộ ha. Cái này buổi tối là nó khép lại, nó như cái bông sen á. Nó như bông súng á, buổi tối là nó sẽ khép lại. Khép lại. Ban ngày nó sẽ mở ra. Đó. Hay quá. Nè các bạn, cái những cái thao này nè. Những cái thao này đổ đồ ăn vô đây ha. Đó, thì đồ ăn nó sẽ nằm đây thôi. Nó không có bị gọi là tan vô trong nước, nó làm dơ cái nước cũng như là phung phí đồ ăn. Thì ở đây nó có những cái khe hở nè, cá nó sẽ bò bơi vô đây nó ăn. Hay không? Thông minh ha. Ok. Còn em còn một cái gọi là chỗ em nuôi giống. Đây là full gold đúng không em? Dạ đúng rồi, full gold. Full gold nè. Còn một số bên này em nuôi giống. Còn dép anh đâu? Đổi luôn, mang chân không cho mát luôn. Phía bên này em nuôi giống. Anh từng nào anh về lại dưới Bình Dương? Anh ba tay anh về. Ba. Là ngày mai đi họp cho hết cỡ luôn đấy. Đây ít người biết em nuôi cũng đầy lắm. Đây là coi như là cũng được ưu ái vô coi nha các bạn. Trời ơi, năm khu, đúng là năm khu. Ồ, có ly thiên nữa kìa. Đúng rồi, cái đấy là em mới lấy về em ép chơi mà. Được hai bảy con ít. Ôi, ép cả ly thiên luôn. Đấy. Hay quá à ta. Được hai bảy ít đó. Đây là cá nó đang nhỏ. Bên thùng xốp bên này là cá đang nhỏ. Ôi ơi. Đó. Nói chung là mình mê cái gì thì mình làm cho tới cái đấy luôn. Đúng rồi. Thấy em, anh thích cái tư duy của em á, mê gì làm tới luôn. Mà mình tự tìm hiểu rồi mình có cái công thức riêng của mình chứ không phải là mình đi gọi là sao chép hay là copy gì. Không phải là sao chép hay copy mà là mình đúc kết những cái kinh nghiệm của những anh em khác. Đúng rồi. Để mình làm cái kinh nghiệm của mình. Đó, hay. À. Cái nào hay thì mình học. Đó. Ví dụ như cái dòng này đi, anh nhìn từ trên xuống nhìn nó chán lắm đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Nhìn cực kỳ chán luôn. Đây. Khác liền. Đúng rồi. Rồi. Cái đuôi nó kìa các bạn, như là một cái áo đầm dạ hội vậy á.
quá đẹp luôn. Đây là cái dòng mà chuyên chơi side view là bể kính. Ồ. Đó. Đúng là cái dòng này nếu mà dòm từ trên xuống thì nó không khác gì con cá lồng tông. Đúng rồi, như con cá lồng tông luôn các bạn. Nhưng mà qua cái này rồi background đen nó sẽ làm nổi lên những cái màu sắc đẹp về cái vây, cái hoa văn là nó bung cái đuôi nó ra, phải nói là đỉnh. Đúng rồi, thằng này màu đen rất là lên rất là khủng khiếp luôn. Ừ. Còn đây là con cá giống mà em nuôi 2 năm rồi. 2 năm rồi. 2 năm rồi. Ở trong đây nó hơi thiếu sáng cho nên vây nó không được lên đỏ thôi. Ừ. Nhưng mà thực sự ra nhìn vây nó rất là to. Ừ. Đó. Hay quá. Em thì em cứ chơi đơn giản thôi, thực sự cái keo sâu này của em lấy cái bình hoa em chơi mà. Quá hay, quan trọng là mình ra được con cá đó đẹp đó. Còn mà để về cái dòng mà hồi nãy em kêu là nó chưa đủ bung á. Thì nó là cái dòng này, rồng đỏ. Con rồng đỏ này thì người ta chơi vây đuôi. Vây đuôi hả? Dạ đúng rồi. Đó. Nó bu nhiều quá. Thực sự là những con này mà để với ép đẻ á, vây đuôi nó cũng bị sụp một phần rồi. Ờ, đúng rồi, lúc mà ép đẻ hả? Đúng rồi. Cái vây đuôi nó không thể căng như hồi trước nữa. Đây này, để em cho coi con này. Ôi đẹp quá. Đó, cái vây đuôi này đẹp quá nè. Đỉnh á. Này là nó bị sụp vây rồi đây. Sụp vây đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, cái vây trên đúng rồi, nó sụp xuống nó rồi. Nó không căng nữa. Không căng nữa. Tại vì nó không giống con người mà anh. Ừ. Cái lúc mà già quá rồi thì mới chịu rồi. Hết xí quách rồi. Nói chung là về bên này nó cũng có nhiều cái vấn đề để nói giống như bên Eagle vậy đó. Đúng rồi. Đây. Đây là Will Coil Short. Will Coil Short. Short body ngắn đâu ha. Đúng rồi anh. Đây là short body ngắn này. Nhưng mà con này là em tuyển tự nhiên. Ừ. Tại vì thực sự ra á, bố mẹ nó là sọt nhưng mà đẻ ra cũng có con này con kia. Con này con kia. Ừ. Nhưng mà thực sự nó đẻ ra sọt khoảng 50% luôn á. Ôi con này lớn hơn. Đó, sọt á. Tụi này là vừa chơi sọt, vừa chơi vây đuôi, tay bơi. Đó, vây đuôi tay bơi đầy đủ hết. Đó. Thấy tay bơi dài. Ừ. Ừ. Quá hay luôn. Lành quá, mấy cá, dòng cá này lành quá. Đúng rồi. Nó vây không, đuôi, nó không giống như mấy thằng beta kia. Beta là cứ lượn, còn này nó bung. Tụi này nuôi tụi này mình cảm giác rất là khoan khoái. Lúc nào tụi nó như kiểu nó rất là năng động. Ừ. Đó. Quá tuyệt vời. Ồ, cái đầu anh có chấm đỏ nữa, đẹp. Còn đây là Dumbo Panda. Thực sự dòng này bây giờ hiếm người chơi lắm, nhưng mà tại em thích. Dumbo Panda. Hay quá các bạn. Còn thằng bên này thì ở trong kia còn thôi. Ngoài đây lúc em cưới không chăm được, qua một đợt bạo bệnh. Đi hết sạch rồi. Đi hết sạch. Đây để em lấy này lên cho. Đây là ta gọi là Bluetooth Bat. Đây là Bluetooth Bat. Ồ, vây đuôi đẹp quá. Thật sự là lên đây nhìn màu nó không rõ, tại vì đây nó chói sáng hơi nhiều. Ừ. Đó. Không. Trong đây là dàn giống cho nên những con mái rồi các thứ á. Cái này quan trọng là dàn mái. Ừ. Mái phải đẹp. Mái phải đẹp. Đúng rồi. Mái đẹp thì làm ra con nó sẽ đẹp. Đúng rồi. Cá nó giống mẹ hơn là giống cá. Được rồi con, cảm ơn con. Hay quá. Này nó mình ép cho nên là cái đuôi nó cũng không có giữ cho nó gọi là nguyên vẹn được đúng không? Đúng rồi anh. Con này em mới tỉa đuôi xong. À, mới mọc lại luôn hả? Những con này là em thông thường á
đây này, ví dụ như con này là em sắp tỉa này. Con mái này rồi trống là em cũng sắp tỉa. Đuôi nó mà to quá như thế này, khả năng mà nó gọi chung là khả năng mà thụ thai với nhau rồi tất cả các thứ nó cũng khó không hơn. Không đúng rồi, nó khó hơn anh. Ừ. Nên mình phải tỉa. Tỉa ra cho gọn lại. Em sẽ tỉa đuôi cho nó gọn lại. À. Kiểu như người mình cắt tóc á. Ờ. Đó. À. Đó, em phải tỉa lại hết để cho làm sao là nó dễ dàng nhất. Ừ. Coi như là nó gọi là đuôi nó dài thì nó đẹp nhưng mà nó sẽ vướng víu. Đúng rồi. À, cho nên là mình tỉa cho nó gọn lại. Dàn cho... dàn được phía bên ngoài á thì mình vẫn để đuôi cho nó đẹp. Ừ. Nhưng mà dàn bên trong này á mình đâu có cần phải ngắm nó nhiều đâu. Đúng anh. Rồi. Mình chỉ cần nó ra đời con chất lượng thôi. Đúng đúng đúng. Đó. Thì phải chịu. Giống như Igu và nhiều con là nếu mà chơi đẹp á thì lỗi mỏ đứt đuôi thì không ok, nhưng mà để sinh sản thì chủ sinh sản là gì? Sinh sản là mình muốn nó di truyền về cái gen đẹp đó, cho nên là những cái lỗi mà về mặt coi như tác động bên ngoài do xui rủi đâu á, đứt đuôi lỗi mỏ thì không thành vấn đề. Như kiểu con này là mới chỉ có rồi 5 tháng thôi. Đẹp ha. Hơi chói đúng không ạ? À. Con này tại nuôi trong tối cho nên đuôi nó không được đỏ. Ừ. Đây quay qua bên này. Đó. Quá ok luôn. Mới lại mình cho ép rồi nên vây đuôi nó cũng bị sập rồi, nó không thể căng được như cái lúc mà nó còn tơ gì nữa. Zin. Rồi, nó không giống một người mà cái lúc thời trai trẻ bung cái nào cũng được. Bảy bẻ gãy sừng trâu mà. Đúng rồi. Giờ trâu gặp mình nó lắc cái mình té. Ok, tuyệt vời luôn. Sướng các bạn. À, phải nói là rất là có duyên luôn. À, đi từ Bình Dương lên đây chơi với anh em Lâm Đồng thì ghé nhà chung chơi thì ngoài được biết cái gốc đam mê Igu, được chung giới thiệu cho cái cơ sở nuôi tầm của gia đình, rồi lại gặp Thành em của chung giới thiệu một cái farm cá phải nói là ấn tượng, thật sự là ấn tượng. Mà cái ấn tượng nhất là cái đam mê đó các bạn. Cái đam mê nó thôi thúc người ta phải coi như là tìm hiểu rồi mày mò đó, rất là tuyệt vời luôn. Mình thích cái tinh thần này, rất là thích cái tinh thần này. Được rồi, để nó đi em, anh đi chân không cho má. Ở nhà anh đi chân không không à? Ở nhà anh cũng đi chân không không à? Tuyệt vời luôn. May là trời Đà Lạt đi chân không, chứ trời Sài Gòn mà đi chân không cái này chắc là bỏng luôn đấy. Ok rồi hai anh em à. Rồi cảm ơn đây là Trung và Thành ha, là hai anh em. Cảm ơn hai anh em rất là nhiều đã đón tiếp mình, cho mình tới tham quan mọi cái rất là hấp dẫn luôn, và chia sẻ được nhiều cái thông tin, hình ảnh cũng như là kiến thức tới người xem. Yeah. Thì chúc cho gia đình mình có thật là nhiều sức khỏe ha. Yeah. Công việc thì nó thuận lợi và giữ cái đam mê này ngày càng đi xa hơn nữa. Cho em hỏi cái là vì cái cơ duyên nào mà anh lại có mặt tại cái cuộc họp Góc Vi Lâm Đồng lần này? Quên cuộc họp Bò Sát Lâm Đồng lần này. Em cứ nhầm xem của em không ạ? Thì nói chung là cái đam mê về bò sát của anh em thì hiện nay nó cũng rất là đang dâng cao lên. Thì nói với anh em Lâm Đồng thì cũng còn ít người chơi, cho nên là anh muốn đi tới rồi để có thể là kết nối, rồi coi như là có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để cho anh em có cái điều kiện chăm sóc tốt hơn, cũng như là tự tin hơn để mà tiếp tục cái đam mê của mình. Thì nhiều bạn cũng đam mê nhưng mà cũng ngại thời tiết, ngại cách chăm sóc rồi này nọ, nên là chưa có mạnh dạn bước vô. Thì sẵn hôm nay là coi như là lễ 2/9 thì chở có chuyện. Nói chung là thật ra là muốn đi ốp trước rồi mới rủ vợ con là sẵn đi ốp xong đi chơi luôn. À, thì mới có gặp gỡ ngày hôm nay thì rất là có duyên khi mà được đến đây chơi luôn. Yeah. Ok. Thank you mọi người đã xem clip của ba anh em ha. Chúc mọi người có cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Để bye bye. Đi ơi. Ok. Coi đi coi cá mà mê quá mà bỏ dép luôn, dục dép ngày luôn. Ok mọi người ha.